Thưa các bác, thì bên cạnh cái thiết bị âm thanh thì bên em có cung cấp mà bán những cái phụ kiện âm thanh cho các bác các bác nhé. Thì các bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ với bên em. Ở đây thì ví dụ ở đây em đang có những cái jack Canon đây. Jack Canon đây là jack Canon đực này. Jack Canon cái này. Jack hàng hãng của CAF các bác nhé. CAF. Ở đây là jack lưu trích. Jack lưu trích để mà bắt dây loa này. Và đây là chúng ta sẽ có cái jack này là jack mà chuyển từ 6 ly ra bông sen. Jack đồng. Ở đây là jack 6 ly cái, 6 ly đực, 6 ly đực. Đây là đầu đồng truyền tải tín hiệu rất là tốt. Đây cũng là cái jack 6 ly đây. Bên cạnh đây nữa thì có những cái dây, đây là dây tín hiệu, dây là tín hiệu hoa sen này, dây của hàng hãng Choi Sen nhé. Dây mét 8 này. Ở đây là cái jack Canon hai đầu. Thì các bác, đây là toàn bộ là cái jack, là jack Site, và bên trong thì nó có bện dây dù nhé. Các bác sẽ nhìn ở đây là bên trận này. Đây, thứ nhất là có sợi chống nhiễu đây, đây là cái sợi chống nhiễu này, và đây là cái dây dù trợ lực này, và đây là sẽ sợi Site, nó có hai sợi, một sợi tín hiệu chính này, một sợi tín hiệu phụ này, sợi chống nhiễu này, dây dù này, đây là cái jack hoa sen, đây là Canon cái ra hoa sen. Ở đây thì các bác thấy là cái jack RCA, jack hoa sen này bằng đồng, truyền tải tín hiệu rất là tốt, và đây là có cái jack bông sen, jack RCA 4 đầu, dài 0,8m, 80 phân. Cái jack này thì những cái jack này thì bên em sẽ tặng kèm phụ kiện cho các bác lắp đặt này. Ở đây thì phụ kiện đầy đủ hết các bác lắp đặt nhé. Bên đây là cái dây quang học các bác nhé, dây truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng, cái dây hàng hãng. Dây jack này thì bên em có rất là nhiều kích thước dài ngắn khác nhau các bác nhé. Còn đây là cái dây HDMI, truyền hình ảnh HDMI, dây này dây 4K này, chất lượng với cả khoảng cách dài khác nhau. Đây cũng là dây HDMI này, rất là nhiều những cái dây khác nhau. Dây này dây dài 15m này, 15-20m đều có HDMI, dây hàng hãng. Đây là cái hệ thống mà pin sạc nhé. Pin này thì sẽ sử dụng được nhiều năm. Khi mà chúng ta sử dụng hết lượng pin ở trong pin thì chúng ta mang ra sạc. Ở đây là cả bộ pin, cả sạc các bác nhé. Đây, pin trữ lượng là 3300mAh, sạc tự ngắt, bảo vệ pin, tránh cháy nổ. Đây là những cái bộ chuyển đổi cắm vào điện thoại, và nó sẽ xuất ra cái đường hình ảnh HDMI, hoặc là có thể là đọc những cái phụ kiện thẻ nhớ. Đây các bác thấy là nó giao tiếp với cả điện thoại qua cổng Type-C này. Sau đó thì nó xuất ra đường HDMI này, USB 3.0 này, đọc được thẻ nhớ này. Và cái jack này là jack lối dài HDMI các bác nhé. Cái dây HDMI mà các bác bị thiếu, các bác lối thêm đoạn dây khác thì các bác có cái khớp lối này. Ở đây là những cái bộ mà chuyển đổi từ HDMI ra đường VGA, đấy, có nghĩa là đường hình HDMI ra đường video thường. Còn đây là cái jack RCA, gọi là jack bông sen. Bên em thì có bán dây lẻ, hoặc là các bác muốn mà hàn thêm dây thì bên em cũng có hàn. Các bác muốn hàn cái jack như thế nào thì các bác sẽ bảo bên em, thì bên em sẽ hàn cho các bác khoảng cách dây cũng như là cái jack là. Đây thưa các bác, thì có rất là nhiều những cái loại dây jack khác nhau để mà phục vụ các bác đó nhé. Chất lượng khác nhau, giá thành khác nhau, cũng như là cái loại jack khác nhau các bác nhé. Đây là cái jack 6 ly thẳng. Bên cạnh đó thì có những cái jack 6 ly đực, 6 ly cái đều có hết các bác nhé. Còn dây đây là dây truyền tín hiệu âm thanh nhé. Dây tín hiệu âm thanh, dây hàng hãng luôn các bác nhé. Hãng CAFU. Bên em có rất là nhiều chủng loại khác nhau. Dây ở bên trong thì các bác thấy là có rất là, đây là cái ví dụ như sợi ở ngoài, đây là sợi chống nhiễu này. Sợi rất là nhiều sợi đồng. Tiếp đến là giấy bạc chống nhiễu này. Sau đến là cái lớp dây dù trợ lực này. Đây, rất là nhiều những dây dù trợ lực này. Sau đến bên trong nó là cái dây tín hiệu. Dây tín hiệu, con này là dây tín hiệu Site nhé. Nó có hai sợi này, một sợi trắng này, một sợi đỏ này. Đấy, và bên trong thì còn có rất là nhiều dây đồng. Dây để truyền tải tín hiệu rất là tốt luôn các bác nhé. Đây ạ, dây hàng hãng luôn, có chống ù. Còn đây là cái sợi dây dây tín hiệu ra loa nhé. Dây tín hiệu ra loa. Sợi dây bên em thì có dây 2 lõi, dây 3 lõi, dây 4 lõi, dây 6 lõi đều có hết. Có rất là nhiều loại. Dây này thì dây hàng hãng, và bên trong thì nó sẽ có rất nhiều những cái sợi dây dù. Các bác nhìn nhỉ, một loạt những cái sợi dây dù trợ lực để mà cái dây này nó dai hơn, nó không bị đứt lõi này. Đấy, còn đây là tín hiệu, ví dụ như là sợi này là sợi 2 thì sợi tín hiệu nó sẽ có sợi trắng và sợi đỏ. Chúng ta đi một loa, và các bác nhìn ở bên trong thì có rất là nhiều sợi dây đồng nhé. Dây đồng nhỏ rất là mềm, thành ra là dây này rất là mềm và rất là dai luôn các bác nhé. Có rất là nhiều loại dây khác nhau. Ở đây em thì có cái cọc loa nhé, cọc loa sau kinh, có rất là nhiều loại cọc khác nhau. Giá treo loa cũng vậy, có rất là nhiều loại cái giá treo loa khác nhau. Các bác thấy là cái giá treo loa này, giá treo loa có rất là nhiều loại. Đây là những cái dây mà bên em sẽ tự hàn các bác nhé, sẽ tự hàn, sẽ chọn cái dây loại tốt, jack loại tốt và sẽ hàn cho các bác. Đây là dây bên em hàn để tặng phụ kiện cho các bác. Đấy, dây bên em tự hàn luôn, rất là chắc chắn.
Ở đây là những cái chân loa này, chân ba loa ba chân này. Bên em thì có rất là nhiều những loại phụ kiện khác nhau, chủng loại hàng khác nhau, và các bác cần phụ kiện hàn jack như nào, dây dài bao nhiêu thì các bác có thể liên hệ bên em thì bên em sẽ hàn dây jack cho các bác. Để cụ thể hơn thì các bác sẽ vào cái trang web là Lương Âm Thanh ấy. Thì bên em thì có đăng rất là nhiều những cái loại phụ kiện dây jack, những cái thiết bị âm thanh để các bác tham khảo. Các bác sẽ vào cái trang web, nhắc lại cái trang web là lươngamthanh.vn, hoặc là các bác có thể là theo dõi cái kênh YouTube của bên em là kênh Lương Âm Thanh. Thì các bác sẽ vào YouTube và gõ chữ Lương Âm Thanh mà các bác sẽ ấn đăng ký kênh để thêm được nhiều những cái nội dung video ở bên em các bác nhé. Bên em thì có rất là nhiều những cái phụ kiện khác nhau để phục vụ các bác, và chuyên bán những cái sản phẩm, những cái thiết bị âm thanh. Thì bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ với bên em. Ở đây thưa các bác, thì bên em chuyên cung cấp những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke. Bác đây là những dòng mic, dòng vang này, màn hình chọn bài này, lưng tiếng có này, quản lý nguồn có này. Ở đây là các bác nhé, là dòng vang, dòng mic, dòng lưng tiếng. Dưới đây là một loạt những cái dòng cục đẩy công suất các bác nhé. Ở đây là cục đẩy công suất ạ. Đây là tủ đựng thiết bị này, tủ đựng thiết bị này. Ở đây là những cái dòng loa full với cả loa súp này, loa cột này, dòng cục đẩy công suất. Có rất là nhiều những cái mẫu mã để các bác lựa chọn. Và các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988 646683 các bác nhé.